Chào mừng quý vị đã tiếp tục đến với Cà phê Sài Gòn sáng nay. Thưa quý vị, sau bài phát biểu mới đây của Nhật Hoàng Akihito về việc sẽ sớm thoái vị vì sức khỏe yếu, người dân nước này đã tỏ ra đồng tình và ủng hộ quyết định của ông. Trong một đoạn video hiếm hoi được công bố mới đây, Nhật Hoàng Akihito đã bày tỏ lo ngại cho rằng tình hình sức khỏe hiện tại có thể khiến ông khó hoàn thành nhiệm vụ. Dù không trực tiếp nói ra, nhưng ở tuổi 82 của mình, Nhật Hoàng đã úp mở việc sẽ thoái vị trong thời gian tới. Tôi năm nay đã hơn 80 tuổi và may mắn là tôi thấy mình vẫn còn khỏe. Tuy nhiên, tôi cân nhắc việc thể lực của mình đang dần đi xuống. Vì thế tôi e là mình khó có thể làm tốt nhiệm vụ của mình, là một biểu tượng của đất nước như trước giờ tôi vẫn làm. Theo đài NHK, ý định thoái vị đã được Nhật Hoàng nghĩ đến trong vài năm trước khi phải trải qua ca phẫu thuật tim và quá trình điều trị bệnh ung thư tuyến tiền liệt. Theo quy định của Hiến pháp, Nhật Hoàng dù không có quyền lực chính trị, nhưng chính là biểu tượng của đất nước và sự đoàn kết của nhân dân Nhật Bản. Trước tuyên bố có phần úp mở của Nhật Hoàng Akihito, một khảo sát gần đây cho thấy đa số người dân nước này đều tỏ ra đồng tình và ủng hộ quyết định thoái vị của ông. Em ủng hộ quyết định thoái vị của Nhật Hoàng. Em nghĩ đã đến lúc ông ấy cần nghỉ ngơi. Nhật Hoàng đã cao tuổi và ông ấy muốn thoái vị là đúng. Thái tử sẽ là người kế vị. Nếu thoái vị, Nhật Hoàng Akihito sẽ là vị vua đầu tiên của nước này kể từ năm 1817, rời bỏ ngai vàng. Thái tử Naruhito, năm nay 56 tuổi, sẽ là người kế vị Nhật Hoàng. Ngày 9 tháng 8 2016, nước Nhật tổ chức lễ tưởng niệm những nạn nhân xấu số trong thảm họa hạt nhân Nagasaki 71 năm về trước. Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tiếp tục khẳng định quốc gia này sẽ không theo đuổi các chương trình hạt nhân. Chúng ta là đất nước duy nhất bị tấn công bởi bom nguyên tử trong thời chiến. Vì vậy, hơn ai hết, tôi ủng hộ mạnh mẽ tầm quan trọng của việc duy trì và củng cố vị thế của một quốc gia phi vũ khí hạt nhân. Quan điểm tương tự này cũng đã từng được Tổng thống Mỹ Barack Obama đưa ra trong chuyến thăm đến Hiroshima cách đây vài tháng. Cuộc viếng thăm của đương kim Tổng thống Mỹ đến Nhật Bản và các thành phố từng hứng chịu thảm họa hạt nhân cách đây 71 năm về trước đã được nước này đón nhận như là một sự bù đắp về tinh thần đối với lịch sử. Tôi nỗ lực kêu gọi lãnh đạo các nước đến đây và thấy chúng tôi kể cho thế giới biết về sự tàn khốc của chiến tranh hạt nhân. Ngày 6 tháng 8 năm 1945, quả bom nguyên tử đầu tiên đã bị Mỹ nhắm vào thành phố Hiroshima. Vụ tấn công khiến hàng ngàn người thiệt mạng ngay lập tức. Ngày 9 tháng 8 năm 1945, thành phố Nagasaki là nạn nhân của quả bom nguyên tử thứ hai. 6 ngày sau những thảm họa hạt nhân liên tiếp, nước Nhật đã tuyên bố đầu hàng tại Thế chiến thứ hai. Thưa quý vị, quản lý lỏng lẻo ở đường hữu nghị biên giới Ấn Độ-Myanmar đã khiến hoạt động buôn lậu ma túy và tiền chất gây nghiện bùng nổ. Dưới dạng thuốc cảm cúm, ma túy đã được buôn lậu từ Ấn Độ sang Myanmar suốt 5 năm qua. Một trong những vụ buôn lậu nổi bật gần đây là hồi giữa tháng 6, cảnh sát đã phát hiện ra hơn 60 kg tiền chất gây nghiện Bresto-Efarin với giá trị lên đến 1,7 triệu đô la Mỹ chứa trong một chiếc ô tô nhập cảnh từ Ấn Độ. Tiền chất gây nghiện này được bào chế thành thuốc cảm cúm. Một viên thuốc cảm cúm có thể tạo ra một viên ma túy đá. Trong 5 năm qua, Myanmar đã trở thành trung tâm tiêu thụ Bresto-Efarin của Ấn Độ. Cảnh sát biên phòng cho biết, dọc theo đường hữu nghị biên giới Ấn Độ-Myanmar, cảnh sát đã bắt giữ và tịch thu hàng ngàn viên thuốc cảm cúm che giấu bằng nhiều cách, có khi trong bao gạo, có khi trong xe tải hoặc trên xe buýt. Cơ quan phòng chống ma túy và tội phạm của Liên Hợp Quốc UNODC cảnh báo, việc chính phủ hai nước thiếu hợp tác trong công tác kiểm soát đang khiến buôn lậu hoành hành. Các chuyên gia cũng cảnh báo xu hướng hiện nay tội phạm buôn lậu ma túy đang dần chuyển sang buôn lậu tiền chất ma túy do hình phạt nhẹ hơn và những loại tiền chất này có thể được bào chế thành ma túy với giá rẻ. Có rất nhiều loại hoạt động buôn lậu đang diễn ra, đặc biệt là tại biên giới. Chính phủ hai nước phải hợp tác chặt chẽ mới có thể xử lý được tội phạm buôn lậu ma túy. Chúng tôi biết họ có nhiều cuộc gặp gỡ họp bàn, nhưng chưa có biện pháp đủ mạnh để thống nhất và ngăn chặn buôn lậu. Theo UNODC, châu Á hiện là khu vực báo động về buôn lậu ma túy trên thế giới. Riêng tại Đông Nam Á, cơ quan này ước tính hoạt động giao dịch ma túy đã lên đến 15 tỷ đô la. Bộ Môi trường Trung Quốc cho biết nước này hiện nay có kế hoạch chi 65 tỷ đô la Mỹ cho hơn 4.800 dự án riêng lẻ trong nỗ lực cải thiện chất lượng nguồn nước. Bộ Bảo vệ Môi trường Trung Quốc đăng tải thông báo chính thức lên website cho biết chính phủ nước này đã cấp kinh phí 195 triệu đô la Mỹ cho năm 2016, chủ yếu là để cải thiện nguồn nước uống ở đô thị và ngăn ô nhiễm ở các sông chính. Tuy nhiên, khung thời gian của các dự án chưa được đưa ra. Trung Quốc hiện đang chi mạnh tay cho việc cải thiện nguồn nước với hy vọng đảo ngược được những thiệt hại môi trường do hóa chất, nước thải chưa qua xử lý và tình trạng lạm dụng thuốc trừ sâu gây ra. Hơn 2/3 nguồn nước ngầm và 1/3 nguồn nước bề mặt của Trung Quốc được coi là không thích hợp cho con người tiếp xúc. Trung Quốc cũng đã lập ra một hệ thống khen thưởng cho các tỉnh hoàn thành dự án đúng thời hạn và cắt giảm kinh phí cho những khu vực không chi tiêu hiệu quả. Tiếp nối bản tin Cà phê Sài Gòn sáng nay, xin mời quý vị tiếp tục những tin tức nổi bật sau đây. Hơn 28.000 xe được bán ra trước thời điểm tháng 7 âm lịch.
Thương hiệu Catra Việt Nam cần giải pháp bền vững để nâng cao và phát triển.